Xin chào cả nhà, lại là em Hạnh đây. Chào mừng tất cả các anh chị mình đang xem kênh YouTube Hoa Lan Cách Lai Gia Mỹ Hạnh của em nha. Em lại tiếp tục lên một video chia sẻ cho anh chị mình cùng sưu tầm những mẫu hàng hoa lan cách lai gia có tại vườn nhà em nha. Rất là nhiều mẫu hoa đẹp cho anh chị cô chú mình cùng sưu tầm. Cây thì lúc nào cũng có sẵn ở vườn em, cho nên anh chị mình thích mẫu hoa nào thì mình cứ chụp hình mẫu hoa mình inbox qua Zalo cho em, rồi em sẽ báo giá gửi hơi cây cho mình ha. Nhưng mà mình cứ xem đứa que mình thích mẫu nào thì mình cứ chốt theo mã số, mỗi cây em đều có mã số. Và trên góc một bên một góc màn hình sẽ có hình hoa mã số, thì anh chị cô chú mình xem video của em á thì mình cứ chốt theo mã số ở trên màn hình giúp em ha. Cứ alo cho em rồi chốt mã số nào em sẽ lấy đúng cái mẫu hoa cho anh chị mình sưu tầm. Đầu tiên lên cho anh chị mình mã màu cam. Một cây màu vàng cam, cây B7. Đây anh chị mình thấy đây màu vàng cam. Này cái này là tên của nó là Nakon Chiến Sĩ Delight No. 1, cũng là một dòng Nakon Chiến Sĩ Delight đó anh chị mình thấy đó, màu vàng cam lưỡi đỏ, có hai con mắt màu vàng ở trong nữa, rất là đẹp luôn. Đây cây em bán chia sẻ cho anh chị mình chậu cây như thế này. Ủa anh, này có nhiều. Cây này thì em trồng thuần bằng than rồi nha, trồng thuần bằng than rồi. Thì cái giá là 150.000, anh chị mình thích cây mã B7 Nakon Chiến Sĩ Delight No. 1 này thì mình chốt cho em nha, mã B7 nha. Đó là vườn em cây nào cũng em đặt riêng một mã số thì mình chốt cho em theo mã số. Và có giá em sẽ báo ở trên video này rồi, cho nên cô chú anh chị mình cứ xem video của em trên màn hình thế này. Đó là nó có mã số là tên cây là màu màu hoa như vậy và cây thực tế cầm theo như thế này. Anh chị mình rất dễ để mình chốt, mình đặt đơn hàng nha. Đó B7 Nakon Chiến Sĩ Delight No. 1 giá 150.000, anh chị mình có thể alo trực tiếp qua số điện thoại 0933124442 hoặc là nhắn tin qua Zalo số đó treo để mình cùng đặt hàng mình sưu tầm nha. Mình thích mẫu nào thì mình cứ inbox hoặc là mình alo trực tiếp cho em. À có cây rồng Trung Quốc nở nè, ở tại vườn nhà em đây. Hôm trước thì em cũng có một chị khách nở một cây 4 bông rất là đẹp luôn. Chị mua cây lớn, size lớn ở vườn nhà em. Đó thì hôm nay em vườn em, đó cây này là cây em để lại vườn để em trồng. Em để lại vườn để em lấy mẫu. Đó anh chị mình thấy nắng nó lên nè. Trời ơi nhìn cái lưỡi nè. Nó là màu đỏ nè, ở trong nè, là màu trong cánh của nó là có điện, ở phía trong này anh chị thấy không, đó là một màu vàng cam, lưỡi là mửa màu đỏ đậm đen luôn nha. Trời ơi cái này nhìn ở ngoài ghiền lắm, nhìn cái bông nó vô nó giống như là một cục đen thui luôn á, nhìn đã lắm. Hoa này rất là to nha, cái cây này nó nở bó lên cây hoa nó chưa được căng giãn hết, nó mới bung ngày hôm nay thôi đó, rất là đẹp luôn. Cây rồng Trung Quốc thì cây này hiện tại vườn em có cái size đó, nó có tên, có những cây có tên tiếng Việt, anh chị mình cô chú mình hãy chốt theo tên tiếng Việt hoặc chốt theo mã số cho em nha. Thì cái cây này nó nở, em sẽ lướt sơ qua cho anh chị mình. Thì hôm trước em cũng có làm một cái clip lên rồi, thì nay có hoa nở tại vườn cho nên cho anh chị mình cùng xem. Đây size cây em bán là size cây này giá là 190.000, thì size chậu của nó chỉ có bằng bốn thân như thế này thôi là 190.000. Còn mình thích cây chậu to trồng thuần bằng những cái size cây đăng hoa như thế này thì giá là 500.000. Anh chị nào thích chơi cây to, cây lực đã trồng thuần rồi thì mình chơi cây to này cho em đó, anh chị mình so sánh nè. Đó, cho anh chị mình so sánh luôn. Đó vì sao nó hai giá chung nhau như thế này. Cái lô này là lô em trồng đã trước lâu rồi và cây to lực hơn. Cây to cao to hơn cây thân, cây rất là cao to nha anh chị mình, trồng nó còn cao to nữa. Ở rồng Trung Quốc là anh chị mình thấy đó, rất là đã luôn. Cái này bông mình nở ngoài mà cây đã thuần ổn định nở bông, nó to màu lên đậm rất là đẹp luôn. Em ghiền nhất là cái lưỡi của cái bông này luôn á anh chị. Nhìn nó lên nó màu đỏ đậm mà nó thẫm như là một màu đen gì đó, rất là mê luôn. Rồng Trung Quốc đó, nay có hoa nở tại vườn nhà em luôn cho anh chị mình cùng ngắm. Rất là đẹp cây này, thì chậu này là size chậu to, em đã trồng thuần rất là lâu rồi. Đó mình mà chơi hoa thì không nên bỏ qua cây này, rất là đẹp luôn. Tiếp theo lên cho anh chị mình một cây màu trắng họng vàng. Thế này thì cái khúc treo ở hàng rào nó nở bông, cho nên là sẵn là lấy cho anh chị coi đó, anh chị thấy không, sức sống mãnh liệt của hàng cách lai gia. Cái này em treo ở bờ rào quá mà nó rụng hết lá rồi, cái treo ở bên một góc mà vậy mà nó cũng đậu bông nữa nè. Đó rất là đẹp luôn, màu trắng rất là to nha, trắng tinh luôn, to họng vàng. Đó cái này mã của nó là mã T5 nha. Đây hình ở trên em để trên góc màn hình như thế này, mã T5 quay diamond cho anh chị cô chú mình tiện theo dõi. Đó bông của nó là to lắm á, anh chị thấy không, bông cực kỳ to luôn, thân của nó ngắn thôi, thân cây này cũng thấp ngắn thôi nhưng bông rất là to luôn, màu trắng họng vàng. Chốt cho em mã T5 White Diamond, tên cũng là White Diamond. Hoa này thơm lắm nha anh chị, hoa rất là thơm luôn, hoa to mà cực kỳ thơm luôn. Đây cây em bán thực tế là như thế này,
150.000. Đó, anh chị mình yêu thích cái mã T5 White Diamond 150.000 này thì mình nhanh tay mình alo liền cho em Hạnh để mình đặt hàng nha. Giá chỉ có 150.000 thôi, cây đã trồng thuần bằng than rồi. Đó, những cái cây này là cây trồng thuần rất là lâu rồi, cách đây 2-3 năm trước là vườn em trồng thuần bằng than. Thì bây giờ em mới từ năm cuối năm ngoái đã bắt đầu em mới chuyển đổi qua em trồng quả thông. Thì những cái cây nào mà trồng lâu rồi là cây than. Đó, thì tại vì nhiều anh chị thấy đó, vườn em vừa than vừa quả thông, em trồng bổ thông thì cho nó nhẹ chậu, trồng than thì nó hơi nặng một tí, cho nên là tùy theo cái nơi của mình trồng, anh chị mình thích trồng chất trồng nào thì mình trồng nha, không sao hết. Tại vì em trồng nhiều quá cho nên là em đổi qua em trồng mà bổ thông cho nó nhanh mà nó sạch nữa. Đó, rất là đẹp luôn, chị mình thấy không, hoa rất là to luôn, màu trắng hồng vàng cực kỳ đẹp luôn, hoa rất là thơm luôn nha. Tiếp theo lên cho anh chị mình một cây mini hoa chùm cánh sáp rất là dày, rất là cưng luôn. Đây, tú cầu đỏ mình chốt cho em đó là mã M3 nha. Mã số rồi tên cây em đều có ghi trên màn hình và em cũng có nói lại cái mã rồi, cho nên cô chú anh chị mình xem clip của em mình muốn đặt hàng thì mình cứ nhìn trên màn hình nó có mã số nè, rồi em cũng có nói mã nữa thì mình cứ chốt thêm mã cho em đó, cứ nói alo em ơi cho anh chốt mã này em sẽ lấy đúng cây cho mình ha. Cho nên là em sẽ video của em sẽ làm những cái hình nói mã nè rồi chèn hình lên để cho cô chú anh chị mình xem, mình rất là dễ, mình thí dụ mình đam mê mình yêu thích á, mình cứ xem video của em đó trên màn hình như thế này đó, hình cây hình hoa nè, rồi mã số tên cây, rồi chậu cây thực tế em cầm như thế này đó, cho cô chú anh chị mình tiện theo dõi, mình muốn sưu tầm thì mình biết ở sai cây chậu cây bán như thế này và hình hoa mẫu mã số như vậy. Mình nhiều khi những cái tên mình không có nghe hoặc là mình đọc không được á thì mình cứ chốt thêm mã số cho em để em sẽ lấy đúng mẫu hoa cho mình, rồi cứ alo chốt đúng mã số trên màn hình em đưa ra là em sẽ lấy đúng cây cho mình ha. Tú cầu đỏ đây, cây em cũng đã trồng thuần rất là lâu rồi bằng than đó, trồng thuần bằng than rồi, cây rất là đẹp luôn, giá là 150.000 một chậu mini tú cầu đỏ hoa cánh sáp. Đây anh chị mình thấy ông hoa chùm cánh sáp màu đỏ đậm rất là đẹp luôn, màu đỏ đậm rất là đẹp, rất là cánh dày cho nên nó rất là bền bông và cánh nó giống như cánh nhựa gì đó, màu hoa cực kỳ thơm luôn nha anh chị mình. Mình thích hoa chùm màu đậm đà như thế này thì mình chốt liền cho em cây tú cầu đỏ mã M3 cho em nha. M3 150.000, alo liền cho em để mình sưu tầm cây tú cầu đỏ này nha, rất là đẹp luôn. Tiếp theo lên cho anh chị mình một cây cách lớn. Cây này thì em cũng đã trồng lại bằng vỏ thông. Hôm trước thì chưa có trồng lại, hôm nay đã trồng lại và cây đã bám rễ nè. Đây, đưa chậu lên cho anh chị mình thấy cây đã xuống rễ, bám xuống chất chồng như thế này rồi. Đây, rễ của nó nè, nó đã đâm xuống mà bám vô vỏ thông rồi. Đó, cây em bán sai cây sẽ như thế này là giá là 150.000. Cây này là cây Bachada Fancy mã B13 cho em ha. Trên màn hình đây mã B13, hoa rất là đẹp luôn. Cánh hoa của nó là màu hồng, môi hồng hồng. Điểm nhấn của nó là hai bên tia cánh là cái hai cái gân màu tím đậm rất là đẹp, rất là to luôn. Ở giữa chạy vô thì lại là một cái gân màu vàng nữa. Nó lưỡi thì lưỡi tím hồng vàng cực kỳ đẹp luôn. Cánh hoa thì lại màu hồng hồng, rất là mê luôn nha. Đó chị mình thấy đó. Bachada Fancy chốt liền cho em mã B13 150.000. Thì cái cây này rất là xiên hoa, phải nói cực kỳ xiên hoa luôn. Và cái cây này đó lại ra hoa vào dịp Tết nữa, cho nên anh chị mình mua cây này về chơi nhiều khi Tết kịp ra hoa luôn. Đó, nó ra hoa vào mùa xuân. Ra hoa vào mùa xuân. Nó là hoa quanh năm nhưng mà nó sẽ rộ vào mùa xuân đó, nhấn mạnh nói lại cho anh chị mình chứ không mà ủa sao nói nó ra quanh năm mà lại ra hoa vào mùa xuân. Nó ra hoa quanh năm luôn nhưng mà vào cái dịp mùa xuân, thường là những cây nào cũng ra hoa đúng dịp vào mùa xuân luôn. Đó cho nên anh chị mình có hoa mình chơi Tết luôn. Đó, Bachada Fancy chốt cho em mã B13 nha. Mã B13 150.000 thôi, cây đã trồng lại bằng vỏ thông như thế này rồi. Anh chị cô chú nào mình không có thời gian hoặc là mình mua mới có mình ví dụ mình mua lần có một hai cây mình làm biếng đi mua chậu mua mất rồi mình ngại đi ra mua rồi trồng lịch kịch có một cây hai cây, mình cứ mua những cây vườn em đã trồng thuần như thế này rồi về chỉ treo lên chăm sóc tưới nước bón phân thôi. Tiếp theo lên cho anh chị mình một cây màu đỏ cực kỳ đẹp, hoa to rất là thơm luôn và cây này cũng ra hoa vào mùa xuân luôn. Đây cây hắc tùng đỏ, lên cho anh chị mình đây mặt hoa hắc tùng đỏ, hoa màu đỏ đậm rất là đẹp và hoa cực kỳ to luôn. Cây này phải nói là hoa to với hơn cái bàn tay này luôn, đưa cái bàn tay vô là in với cái bông luôn á, rất là to luôn. Cây này em cũng đã trồng thuần rễ nè, anh chị thấy rễ nè, nhìn thấy cái bộ rễ là rất là mê rồi. Và cây này thân lá mình trồng lá, thân lá rất là cao to nha. Cây này bạc thân lá rất là cao to, cái này á mình trồng nó còn cao to hơn nữa. Giá là 150.000 một chậu như thế này thôi, anh chị thích chốt liền cho em hắc tùng đỏ mã B14 đó, trên màn hình đó mã B14 hắc tùng đỏ em có ghim mặt hoa nè,
rồi mã số chốt, rồi tên cây em đều chèn lên trên hình hoa hết, cho nên chị cô chú mình cứ chốt theo hình hoa ở trên màn hình cho em, cứ alo qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Hát tuồng đỏ 150 ngàn thôi, cây trồng thuần lắm, rễ rất là đẹp rồi. Lên cho anh chị mình một cái màu cực kỳ cưng luôn, rất là bánh bèo luôn. Mã cho em mã C19, cây hát Gia Lai Marisol. Thì cây này vườn em cũng không còn nhiều nữa, cho nên anh chị mình yêu thích thì mình nhanh tay mình đặt liền cho em mã C19 nha. Cây này màu hường rất là đẹp luôn, ở cánh nó là có điểm nhấn là hai con mắt màu vàng cực kỳ đẹp. Đó, anh chị mình thấy nó phối màu không? Rất đẹp luôn, mã C19 cho em. Giá là 150 ngàn, em còn vài chậu. Đó, anh chị mình thích thì nhanh tay chốt hết giùm em nha. Nhanh nhanh chốt hết giùm em này, trả trồng thuần bằng than rồi. Về chị treo lên mình chăm sóc của mình chờ hoa thôi. Thì cái này dài thì hoa quanh năm, nó chỉ cần mình trồng cây khỏe mạnh, đủ phân, đủ nước, cây đủ ánh nắng là mình có hoa, mình ngắm hoài hoài luôn. Cây nó rất là xuyên hoa, cho anh chị mà thích dùng lan cách đây da thì mình cứ xem hết video của em, mình thích mẫu nào thì mình cứ chốt mã số trên màn hình của em, lúc nào cũng có hình mẫu hoa, tên cây, mã số chốt trên đó. Anh chị mình cứ alo cho em, cho em mã số chốt rồi cho em địa chỉ số điện thoại, em sẽ gửi ship hàng cho mình. Mình mua đơn hàng hai chậu em vẫn sẽ miễn phí ship cho mình nha. Bây giờ hai chậu em vẫn miễn phí ship cho anh chị mình, nhanh tay mình alo liền cho em Hạnh để mình đặt hàng nha. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã dành thời gian để theo dõi clip của em. Em xin chào tạm biệt tất cả cô chú ạ.